chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn trồng cây mini với một kiểu nó lạ lạ một chút xíu, dành cho các bạn nào mà cảm thấy muốn thay đổi một cái cách trồng mới, cảm thấy chán cách trồng cũ rồi thì cứ nên thử một chút xíu. Thì các bạn, hôm nay là mình sẽ trồng một cái cây vô một cái hốc này các bạn. Thì cái chậu này thì nó, mình chơi mini mà, thì nó lớn so với mình rồi nên mình sẽ không có xài tới nữa, mình bỏ lâu lắm rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tận dụng cái chậu này để mình khoan một cái lỗ rồi mình sẽ trồng một cái cây đó, nó nằm ngang hông các bạn ha. Nó không phải là ở trên mà cũng không phải là ở dưới nữa, ngang hông nha. Thì cho các bạn xem rồi các bạn có thể có được những cái ý tưởng gì đó, các bạn có thể áp dụng vô những cái cây mini của các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể tận dụng những cái chậu mà nhà nó hư theo cái dạng này nè, thì các bạn có thể làm ha. Thì mình chúc các bạn có được những cái cây mini trồng theo cái kiểu rất là độc lạ ha. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip sau nha. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ.